Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Lưu Phong đang tới thăm một đàn chó rất là đẹp, nhà bác Duy ở xóm 10 Hòa Hậu Lý Nhân Hà Nam. Đây, có thể thấy đây. Đấy, con nào con đấy đang ngủ say sưa đây, mới đẻ đây. Đây con chó mẹ đây quý vị ơi. Hôm nay Phong rất là yêu động vật, rất là nên là đã làm một số câu thơ để tặng đàn chó này quý vị nha. Bây giờ đang không đọc rồi. Chó ơi, chó đẻ rất sai, để cho hàng xóm lai dai đón mừng. Chó ơi, chó đẻ rất cưng, con nào con nấy béo tròn cong đuôi. Chó ơi, chó thật tuyệt vời, để cho bà chủ có nguồn đầu tư. Tháng ngày chăm bẵm sớm hôm, đến nay đã được quả ngon đủ đầy. Mong cho chó lớn thật nhanh, để anh đây được cỗ lòng. Chó ơi, ơn trời, ơn đất, ơn mây, có đàn chó đẻ, có ngày bội thu. Đấy. Đấy. Hy vọng là đàn chó này sẽ sớm bội thu quý vị ạ. Đấy, nó sẽ hy vọng rất là chúc chó hay ăn chóng lớn. Con nào con đấy là ok. Bác ơi, chó này nhà bác đẻ được bao lâu rồi bác nhỉ? Đàn chó này. Đúng một tháng. Đúng một tháng rồi. Đẹp quá. Mà đẻ sai nữa quý vị ạ. Nay là 11, nay 11 ạ. Dạ. Nay là vâng ạ. Chó đẻ được một tháng rồi. Mà rất là hiền nha quý vị nhá. Chó ấy rất là hiền. Đây Phong vào thăm đứng rất là gần đây mà cũng không 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 con chó nó không không cắn gì cả, rất là ngoan. Đấy, vừa rồi là bài thơ tặng đàn chó đáng yêu, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin cảm ơn.